Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Phoppy. Và mình là Phoppy đây. Và hôm nay cũng là một clip mới của mình rồi. Nhưng mà thực sự thì hôm nay không có giống như mọi ngày, là mình không có làm clip như mọi ngày. Thì hôm nay mình lên clip này để mình muốn nói về những cái vấn đề mà ngày qua đã xuất hiện ở trên channel của mình. Là các bạn fan của mình, như là fan của Slenderman, có qua bên clip của mình và comment và nói là mình ăn cắp ý tưởng của bên Slenderman. Thì mình muốn nói với vấn đề này, thực sự là đã xảy ra một lần rồi. Là lúc trước á, là bên team của mình, là mèo channel của team Virus của mình á, có hiểu lầm ở bên team Mac của Uplub ở bển á, là vấn đề là trùng lập về mod. Nhưng mà các bạn hiểu mod không? Mod là một cái thứ á mà chúng ta có thể tải ở trên mạng miễn phí và chúng ta có thể sử dụng để chơi game hoặc có thể làm clip. Tất cả mọi người ai cũng có thể sử dụng một mod đó. Cái đó là miễn phí và các bạn có thể sử dụng và nó không có độc quyền vào của ai cả. Nên các bạn không thể nào mà nói là Phoppy ăn cắp của anh Slenderman hay một ai khác. Thực sự thì hôm nay mình lên đây để mình muốn nói về vấn đề này, để cho các bạn hiểu ra. Thực sự thì mình coi anh Slenderman á như là một người anh của mình vậy á. Tại vì là anh Slenderman làm clip rất là hay, mình rất là hâm mộ anh Slenderman. Bởi như vậy mình không có muốn fan của hai bên có thể gây quơ với nhau, các bạn hiểu không? Mình chỉ có muốn là tất cả mọi người YouTuber làm về Minecraft nói chung á, thì chúng ta có thể hòa đồng với nhau và có thể phát triển, có thể ra những clip hay cho các bạn nhỏ xem. Mod là để chúng ta có thể chơi, anh có thể xài được, tôi cũng có thể xài được và tất cả mọi người đều có thể xài được, vì nó là miễn phí và nó không độc quyền với một ai. Nên các bạn đừng có bao giờ mà nói là người này ăn cắp của người kia ăn cắp của người nọ. Cái đó hai YouTuber không có cãi lộn với nhau, nhưng mà thực sự là sẽ gây ra quơ giữa các fan với nhau. Cái điều đó nó không vui chút nào, các bạn hiểu không? Điều mình muốn là mình muốn có những cái clip hay cho các bạn xem thôi. Hôm nay mình chỉ muốn lên và nói cho các bạn fan của hai bên hiểu, chứ không có muốn phê phán các bạn là các bạn nói như vậy là sai, các bạn sai trái rồi. Không phải như vậy. Bởi vì mình chỉ muốn cho các bạn hiểu là các bạn thay đổi những cái cách suy nghĩ của các bạn thôi. Và nếu mà các bạn nào mà đồng quan điểm với mình á, thì hãy cho mình một like. Còn nếu mà các bạn nào mà phản bác mình, nói mình nói không đúng á, thì các bạn hãy dislike đi. Mình chấp nhận. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.